Ngày 20 tháng 7, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đắk Gờ Long nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà gia đình thương bệnh binh Ngô Hiểu Cân, Ca Ngai và Ca Bình ở Bon Sana, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Ngô Thanh Danh trân trọng trao quà và ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bệnh binh và gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của các thương bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các thương bệnh binh dù tuổi cao sức yếu, nhưng hãy cố gắng tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.